Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, hồi nãy chú cầm mic rồi ạ. Nhưng mà Nguyên Trang nghĩ là chắc anh chúc mình hết giờ đó. Anh Mỹ có thể chị cái phần mà âm thanh đó anh. Mỹ rồi. Dạ, sau đây Nguyên Trang kính mời Nguyên Như thỉnh Pháp Sư ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh vừa đến với đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính thưa đạo tràng, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Brahma cha loka thi pati sa ham thi ca tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san tin tam ba ra chang kha cha ti ca de se tu tham mang anu cam bi mang ba chang san tham ma phê truyền quy nha dành cha ca dân su tan cha bán thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tô cha tu san cha đăng đăng ba bồ tha nay dê ba ri sa dạ mắn chê phán vấn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vương lòng giả ngài dời chơn sang thuyên pháp độ căn hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn bổn lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cẩm đam mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khâm chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thử mic trước khi mà mình vào giờ giảng. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính lãnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư hương tọa, chư đại đức tăng và kính chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử. Lâu quá hôm nay thì mới trở lại sinh hoạt trong đạo tràng và bây giờ thì cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu là nghe rõ. Và bây giờ mời cô Nguyên Trang hoặc Nguyên Như có thể đọc dùm phần chánh kinh bài Ngạ Quỷ Sự thứ 35 và sau đó thì sư xin giảng giải chia sẻ thêm để quý vị hiểu rõ về cái lời dạy của Đức Phật. Nam mô Bụt Tha Giá và kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá và con xin vâng lệnh của sư. Xin đọc bài chánh kinh truyện Ngạ Quỷ Sự thứ 35. Chuyện khinh khi xá lợi thà tú quý hoạch. Khi Đức Thế Tôn diệt độ tại Kusinara cầu thí ná ở lâm viên Ubawattana,
trong rừng Xà Lát, sông Thọ. Và sau khi việc phân chia xá lợi đã hoàn thành, vua Á Trà Tá Sách Tú A Xà Thế nhận phần của mình xong, liền làm lễ cúng dường suốt 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Nhưng có 8 vạn 6 ngàn người vì không có lòng tin và đầy tà kiến từ lâu, đã mê lầm và có nhiều vọng tưởng điên đảo, cho nên dù đã sống trong một hoàn cảnh an lành cũng tái sanh vào loài ngạ quỷ. Chính trong thành Vương Xá này, có bà vợ, con gái, con dâu của một phú gia kia với tâm thành tín đem hương liệu, vòng hoa và nhiều lễ vật khác khởi hành đi đến bảo tháp Xá Lợi, bảo nhau: chúng ta muốn đi cúng dường Xá Lợi. Người gia chủ phỉ báng việc cúng dường này với những lời mạ lị: cúng dường đóng xương thì có ý nghĩa gì chứ? Song họ không quan tâm đến lời nói của cả ấy và ra đi. Khi từ trần, họ tái sanh lên thiên giới, còn kẻ ấy tái sanh làm ngạ quỷ. Thế rồi một hôm, tôn giả Maha Kassapa vì lòng bi mẫn đứng tại khuôn viên bảo tháp, ngâm nga vần kệ ngạ quỷ đã khinh tường. Người đang lơ lửng giữa hư không, người thở mùi hôi thối, sắc thối vô cùng, phạm ác hành nào, nay chúng cầm gươm mãi chém vào, chúng rảy cửa cả mặt mãi. Vì sao? Ngươi đã làm nên ác nghiệp gì? Do từ thân khẩu ý tư duy, hành vi nào kiếp xưa gây tạo, nay chịu đau khổ cực kỳ? Ngạ quỷ đáp lại như sau: trong thành Vương Xá thật xinh tươi, cổ lũy đa sơn, cảnh tuyệt vời. Tôn giả, tôi là người đại phú, bạc vàng thóc lúa khắp nơi nơi. Vợ tôi, con gái, vợ con trai đem đủ sen xanh các đóa lại, cùng với dầu thơm dâng bảo tháp. Tôi ngăn cản họ mãi không thôi. Đó là ác nghiệp ngày xưa ấy đã được tạo ra bởi chính tôi. 8 vạn 6 ngàn bọn chúng tôi chịu bao đau khổ, chẳng riêng ai. Vì tôi khinh việc người dân cúng bảo tháp, nay tôi chịu khổ hoài. Vậy người nào lộ vẻ hung tàn khi thánh lễ đang được cúng dường, lên bảo tháp tôn vinh Xá Lợi, xin tôn giả cất tiếng khuyên can. Tôn giả nhìn kìa đám mỹ nương đem vòng hoa đẹp khéo trang hoàng, hưởng nhiều phước báo vì dân lễ, phú quý vinh hoa thật rõ ràng. Khi các trí nhân thấy việc này gây niềm cảm xúc diệu kỳ thai, họ liền sùng bái và tôn kính bậc đại hiền nhân ấy, chính ngài. Khi tôi rời cảnh ngộ thương đau và được làm người ở kiếp sau, tôi sẽ tinh cần dâng lễ bái cúng dường tháp Xá Lợi dài lâu. Nắc mô Bức Thà Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Gia Giá. Và cảm ơn cô Nguyên Trang, cô Nguyên Như đã đọc phần chánh kinh. Thì cái câu chuyện thứ 35 này là nói về cái ngạ quỷ do cái nhân là coi như là cản trở người khác cúng dường đến Xá Lợi. Thành ra là do cái nhân đó mà cái ông bá hộ phải tái sanh về cái cảnh khổ, làm cái loài ngạ quỷ bị hành hạ rất là khổ sở. Thì quý vị thấy rằng đó, cúng dường đến Đức Phật còn hiện tiền có phước báo như thế nào, thì khi cúng dường đến Xá Lợi Phật đó, bậc chánh đẳng chánh giác nó cũng có phước báo y như vậy đó.
Thì khi mà cái người mà cúng dường tạo những cái thiện sự, cúng dường xá lợi có phước báo, những người mà có cái tâm bỏn sẻn, bản thân của họ không cúng dường nhưng mà họ còn ngăn cản, chê trách hay là tỏ ý khinh thường, thì đó là những cái nhân bất thiện đem đến những cái hậu quả khổ đau. Đó, đây là để một quý vị thấy rõ về cái tính chất của nhân quả. Đó. Thì trong một bài kinh đó, nhất là cái bình bài kinh mà Châu Báu đó, thì quý vị biết rằng khi mà Đức Thế Tôn á từ ở Ma Ca Thá đi trở về Wesley, thì trên một cái đường đi đó trải qua 100 mấy chục giao tuần, nhưng mà chư thiên đem lọng 7 tân rồi qua 7 sắc màu rải khắp ngập tràn trên trên cái đường đi. Thì chư tăng mới hỏi là do cái phước gì, do cái phước gì mà chư thiên đã cúng dường đến Đức Thế Tôn bằng những cái lọng 7 tầng rồi qua là 7 màu mà cao đến đến đầu gối. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời rằng đó là trong cái kiếp quá khứ khi mà còn là Bồ Tát, thì kiếp đó đó Bồ Tát có một người người con trai, và sau khi cái người con trai đó xuất gia trở thành một vị Phật độc giác, đến khi mà hay tin á Phật độc giác qua đời, thì Bồ Tát đã đến cái nơi ở xá lợi độc giác là con của Bồ Tát đó. Thì Bồ Tát Hồ Bảo Tháp rồi sau đó làm bằng phẳng bằng cát, rồi Bồ Tát đem 7 giống quan 7 màu khác nhau trồng xung quanh cái bảo tháp, một cái lọng làm một cái lọng che cho cái bảo tháp cái tầng. Đó. Chính cái nhân quả mà Bồ Tát đã cúng mặc dù cái tiền thân của cái vị Phật độc giác này là trái của mình, mà Bồ Tát đã kích cái xá lợi của một cái vị đã thoát, thì Bồ Tát đã kiến tạo rồi cúng dường cho nhân thứ đó mà đến cái đời kiếp hiện tại. Thì khi mà Đức Thế Tôn di hành từ Ma Ca Thá trở về cái lời thỉnh cầu của vua Bát Xê Na Đi để tụng bài kinh Tam Bảo, kinh Châu Báu, từ cái dịch bệnh đói và thì trên đường được chư thiên dùng cái lọng 7 tầng để che, rồi chư thiên rải qua cúng dường Đức Thế Tôn. Tất cả cái gì á nó cũng do nhân, nếu mà mình á thì nó sẽ cho cái phước báo, cái quả là tốt đẹp an vui. Cho nên á cúng dường Đức Phật nặng danh hay là đến các bậc
thực hiện tại của bố thí nó có năm, nó có năm cái. Thứ nhất là người bố thí được quần chúng kính mộ và quý mến. Thì quý vị thấy rằng đó, bốn cái pháp chế độ đó, hay là gọi là tứ nhiếp pháp, là cái bố thí là cái pháp mà được kể đến đầu tiên. Khi mà mình muốn muốn tế độ cái người đó đó, mình muốn nói cho người ta nghe đó, là mình phải giúp đỡ người ta bố thí về vật chất và tinh thần. Thì khi mà chúng ta giúp đỡ hỗ trợ những người đó đó, thì bắt đầu người ta mới có cái sự cảm mến, người ta mới thân thiện gần gũi, thì người ta mới lắng nghe. Và cái người mà bố thí thì đi đến đâu cũng được mọi người quý mến. Thì đó là cái quả đầu tiên của cái công hạnh bố thí mà cái người thí chủ được hưởng. Rồi cái thứ hai đó là các bậc chân nhân, các bậc thiện trí thức cũng quý mến đối với các cái thí chủ. Thì khi mà thuyết pháp, nói đạo, hướng dẫn thực hành tu tập, thì thường thường chư tăng sẽ hướng dẫn đến những cái người mà thí chủ này. Tại vì khi mà người ta làm những cái công hạnh này đó, là cái niềm tin người ta đã có rồi, cho nên khi mà người ta có cái niềm tin về chánh pháp, tin về tam bảo, thì người ta mới lắng nghe. Thì lúc đó chư tăng mới có thể thuyết pháp nói đạo chỉ dẫn cho người khác. Còn với những người mà cống cao ngã mạn bỏng sẻn, giống như cái ông bá hộ này đó, cái tâm ổng là bỏng sẻn rồi cống cao ngã mạn, không bao giờ ông ta chịu gần gũi lắng nghe chư tăng giảng dạy đâu. Cho nên là khi mà các bậc thiện trí thức, các bậc chân nhân, thì thường hay thuyết pháp đến những thí chủ trước. Rồi cái pháp thứ ba đó là cái người mà thí chủ khi mà đi đến bất cứ hội chúng nào, từ hội chúng Sát Đế Lị, Bà La Môn, là Sa Môn, Bà La Môn đó, thì đi với một cái niềm tin vững vàng, không có hoang mang, không có rụt rè sợ hãi. Đó là cái quả thứ ba của cái người bố thí. Rồi quả thứ tư là khi mà chúng ta làm những cái việc lành, chúng ta hoan hỷ với cái thiện sự của mình đã giúp đỡ, đã cúng dường đến các bậc xứng đáng được thọ nhận. Khi mà thí chủ làm cái công hạnh đó thì có một cái tâm hoan hỷ, cái hỷ lạc này đó nó phát sanh sau khi mà thí chủ làm cái thiện sự. Thành ra đó, quý vị thấy rằng trong những cái cuộc mà cúng dường trai tăng, những cái buổi lễ dân y, thì những người thí chủ, cái tâm của họ ngập tràn những cái sự hoan hỷ, cái niềm vui nó phát sanh lên do mình đã tạo những cái công đức phước báo, đã gieo những cái chủng tử tốt đẹp đó. Rồi cái cuối cùng là sao? Những cái thí chủ mà làm với cái tâm trong sạch, tốt đẹp, đầy đủ tam tư, thì đó là cái nhân lành
để đưa đến những cái cảnh giới an vui đó. Cho nên á, khi mà thí chủ chúng ta làm, chúng ta biết đây là những cái quả mà nó thiết thực hiện tại ngay trong đời sống. À, còn những cái tài sản phát sanh rồi đi đến những cái cảnh giới an vui rồi kia nọ đó, nó là cái quả dị thục, à nó sẽ cho trong những kiếp sống tương lai khi mà đầy đủ nhân duyên, à tùy theo cái năng lực, cái tốc mà cái động lực tầm khi mà chúng ta làm đó, tùy theo à nó sẽ cho từ kiếp sống thứ hai, thứ ba trở đi, à trong các kiếp sống nó khi mà nó có hội đủ nhân duyên, à thì nó sẽ phát khởi. À, nhưng mà à, đây là những cái quả mà nó cho trong đời sống thiết thực hiện tại. À, thành ra đó chúng ta biết khi mà chúng ta bố thí như vậy á, à nó không phải là cho cái quả về tương lai không, mà nó còn cho những cái quả ngay trong cái đời sống này, ngay trong cái kiếp sống hiện tại. Cho nên á, là chúng ta hiểu biết như vậy để gì? Chúng ta thấy rõ à nhân quả là hiện tại hiện tiền, à nó rõ ràng, không có mù mờ, à chúng ta không có phân vân, không có hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật, à không có hoài nghi về cái định luật nhân quả, à chúng ta không có tin vào cái đấng thần linh thượng đế hay là đấng siêu nhân nào ban phát, à khi chúng ta làm nó đem đến một cái quả lợi ích thiết thực hiện tại, à chứ đâu cần phải ai mà ban phát, ai ban cho chúng ta. Cho nên là đây là những cái điều mà chúng ta thấy, à cho nên á chúng ta phải biết, à đối với các cái pháp, à luôn luôn à theo cái lời dạy của Đức Phật, hả mà nhân trắng thì cho quả trắng, nhân đen thì cho quả đen. À nếu mà chúng ta à sống với bàn tay rộng mở, à có tâm giúp đỡ, à có tâm từ tâm bi đối với mọi người, à có tâm bố thí rộng rãi, à thì nó sẽ đem đến cái an vui, à an vui ngay trong kiếp sống hiện tại và những kiếp sống tương lai. À còn ngược lại, như những người mà sống à keo kiết bỏng sẻn, cống cao ngã mạn, à không có sự cung kính à đối với các bậc à trưởng thượng, à đối với các bậc mà đã giải thoát, à thì những cái người đó à đi đến những cái khổ cảnh. À cho nên á là đó là một cái gương, à để chúng ta thấy được, từ đó mà chúng ta phải có cái sự ghê sợ đối với các cái ác bất thiện pháp. À từ đó chúng ta phải diệt trừ những cái sự cống cao ngã mạn, à rồi chấp thủ, à keo kiết bỏng sẻn, à nó là một cái phiền não gây cản trở, à tai hại cho cái sự tiến hóa trên bước đường tu tập. À khi chúng ta biết như vậy, chúng ta quán xét à giữa hai con đường, à một con đường thì đi đến cái sự an vui tốt đẹp, còn một con đường thì đi đến những cái khổ đau. À cho nên là từ đó mà chúng ta phải tránh xa tất cả
những cái tâm phiền não. Khi mà cái tâm trống cao ngã mạn nó sanh khởi thì chúng ta không học được gì hết. Tại sao? Tại vì cái người mà có cái tâm mà trống cao ngã mạn á, tự phụ kiêu căng, thì những người này đó không bao giờ học được bất cứ những cái điều gì ở người khác. Tại vì cái người này á, là khi mà tự phụ kiêu căng rồi đó thì họ cho là họ là giỏi rồi, mình là số 1 rồi, thì không có lắng nghe ai, rồi cũng không học hỏi bất cứ một cái người nào. Cho nên là cái người này á, sẽ gây những cái điều quan trái, rồi không có sự tiến hóa trong cái sự học tập, không có mở mang được cái trí tuệ. Thì ở đời đó chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật là hoàn toàn về trí tuệ toàn diện trong tất cả pháp hiệp thế cũng như pháp siêu thế, thì bậc chánh đẳng chánh giác đã thông suốt. Còn đối với các bậc thánh hữu học hay là cái hạng mà phàm nhân của chúng ta đó thì nó còn khiếm khuyết rất nhiều. Thành ra hồi đó sư học cũng trong cái những cái câu danh ngôn có một cái câu cũng rất là hay, những điều mà chúng ta biết đó chỉ là một giọt nước, còn những điều mà chúng ta chưa biết đó, nó như cả một đại dương. Thành ra đó, khi mà chúng ta biết rằng cái sự hiểu biết của mình đó, ở trong một cái lãnh vực nào đó, ở trong một cái khía cạnh nào đó mà thôi, còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết. Nếu chúng ta cố gắng nỗ lực học tập, biết lắng nghe, học hỏi qua tất cả các đối tượng xung quanh, học hỏi qua kinh sách hoặc là khi tiếp xúc, khi giao tiếp, thì chúng ta sẽ học được rất nhiều những cái điều quý báu. Học nó có hai cách, chúng ta học để chúng ta thực hành theo, nhưng mà có những cái chúng ta học mà chúng ta không thực hành theo, mà chúng ta phải học để loại trừ, để chừa cãi, để sửa đổi ngay chính bản thân mình. Thành ra đó, không phải cái nào mình học là mình cũng ôm vô, mình cũng hành theo hết, nhưng mà có những cái nó là cái tấm gương để mình soi rọi, để mình phản tỉnh, mình xem xét để chúng ta sửa đổi cho bản thân, cho giới hạnh mình mỗi ngày nó hoàn chỉnh, nó tốt đẹp hơn. Rồi có những cái mà chúng ta học để chúng ta thực hành theo, đi theo con đường mà Đức Phật và chư Thánh Tăng đã thực hành, đã đi trên cái đạo lộ chân chánh tốt đẹp, đi đến nơi an vui hạnh phúc, đi đến sự giải thoát, chấm dứt khổ đau. Thành ra đó, khi mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ học hỏi được rất rất nhiều, không phải chỉ học ở trường học hay là ở trong cái môn mà mình học thôi, mà chúng ta còn phải học ở rất nhiều. Thành ra đó, chúng ta học ở xung quanh mình với tất cả các pháp. Thành ra nếu mà pháp bảo thì ở tất cả khắp mọi nơi. Nếu mà chúng ta mở lòng ra với chúng ta cố gắng, chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta chấp thủ rồi trống cao ngã mạn, tự phụ kiêu căng thì chúng ta bị ngăn che
chúng ta sẽ học được, không học được, không tiếp nhận được, không có lãnh hội được những cái kinh nghiệm quý báu mà các pháp xung quanh chúng ta hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta. Thì qua cái câu chuyện Ngạo Quỷ Sử thứ 35 cũng xin chia sẻ giải thích với quý vị một vài điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn nghe, kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui và có những cái niềm tin, những kinh nghiệm, những trí tuệ sáng suốt theo lời dạy của Đức Phật, để chúng ta nỗ lực thực hành theo, tự chuyển hóa, sửa đổi ngay bản thân, và chúng ta tích lũy thêm những cái kinh nghiệm, những hiểu biết để thực hành theo lời Phật dạy. Cầu chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, luôn luôn nỗ lực tinh tấn thực hành thật nhiều các thiện sự trong đời sống hiện tại, và đem đến một cái lợi ích tốt đẹp trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị trong đạo tràng cùng nhau thảo luận, chia sẻ, đóng góp thêm để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con? Dạ, dạ sa thú Nguyên Trang. Con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Con xin kính lễ thầy Kinh. Và con xin kính chào toàn thể quý vị trong đạo tràng. Và con xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Pháp Thanh để giảng giải cho chúng con bài học Ngạo Quỷ Sử thứ 35 của ngày hôm nay. Dạ, bạch sư, như có một câu hỏi là khi mà một cái người khi chết đi mà mình bị tội, hoặc là mình quá sanh vào trong địa ngục, hoặc là mình quá sanh vào loài ngạ quỷ, thì những người đó vì không có vào thai sanh, thành ra vẫn nhớ những chuyện kiếp trước và vẫn nhớ là cái lý do tại sao mình vào địa ngục hoặc là mình làm ngạ quỷ, phải không sư? Con thấy có những cái bài kinh á thì Đức Phật có kể qua như vậy, mà con không biết là tự gì cái quy luật của Đức Phật mà những lại được, hay là bất cứ người nào làm ngạ quỷ hay là bị đọa trong địa ngục đều nhớ được lại cái chuyện xấu của mình hết, bạch sư. Và con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Gạch kính lễ chư công đức. Và kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì có những cái trường hợp là nõn xanh, thai xanh, thấp xanh, quá xanh. Những cái trường hợp mà các cái vị chư thiên hoặc là ngạ quỷ, những chúng sanh mà rơi vào cái cảnh giới địa ngục rồi đó, thì những chúng sanh này là quá sanh. Thành ra đó, những chúng sanh này có thể nhớ lại biết cái kiếp sống mình vừa trải qua. Ví dụ như trường hợp quý vị đọc công pháp cứu kinh, cậu bé Kim Hoàng đó, khi mà cận tử nghiệp đến, cậu đưa tay lên, với cái tâm mà cung kính, muốn đưa tay lên để đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà sức cùng lực cực kiệt rồi, cậu bé đó không có đưa tay lên nổi nữa. Thì ngay lúc đó là cái tâm tử nó đến, và do cái tâm mà cung kính đối với bậc đáng cung kính, nó cũng trở thành một cái phước báo,
và cậu bé này đã trở thành một cái vị chư thiên. Thấy không? Nó nhiều cái trường hợp, hay là cái trường hợp mà cái con ếch á, con ếch vì nó sự chú tâm, nó nghe kinh, rồi cái người mà chăn bò đó đi ngang qua không thấy, à mới dùng cái gậy để mà lùa bò đó, à sọt nó một cái nó chết, thì nó cũng thành một cái vị chư thiên. À thành ra cái trường hợp đó là quá sanh á, thì người ta có thể là biết, giống như một cái người đang ngủ rồi tỉnh giấc lại, à mình nhớ hồi nãy là mình đang ở dưới nhân loại như vậy, tự nhiên bây giờ mình được như vậy hả. Rồi cái loại mà ngạ quỷ cũng vậy, thì cái loại này nó cũng là quá sanh, hay là loại Atula, là những cái người mà chết với cái tâm phiền não. Cái loài ngạ quỷ thì chết với cái tâm mà chấp thủ, à còn cái Atula thì chết với cái tâm sân hận. À thì những chúng sanh này cũng là loài quá sanh, à cái sắc của họ vi tế, à nhưng mà là nó ở trong cái cảnh giới khổ đau. À loài ngạ quỷ thì phải chịu đói khát, hành hạ bởi những cái nhân xấu, còn những chúng sanh mà Atula thì sống trong cái sự sợ hãi, à kinh khiếp, à cho nên nó là tùy loài. Còn nếu mà trải qua những cái chúng sanh mà loài mà nóng sanh hay là thai sanh, à thì phải trải qua một cái thời kỳ, à như thai sanh thì phải ở trong bụng mẹ, à còn cái loài mà nõn xanh á thì phải là cái quả trứng, rồi trải qua cái thời gian á, bao nhiêu ngày, à những cái nhiệt độ à nó đầy đủ thì sẽ lồi, à sẽ trở thành một chúng sanh. Cho nên á là tùy theo do cái phước báo của mỗi chúng sanh, à thì sẽ có cái sanh theo mỗi cách, à hoặc là những cái vị chư thiên cũng là những cái vị mà tu tập mà đắc thiền đó, thì tùy theo cái cấp độ cái thiền chứng của mình, à những cái vị này cũng quá sanh, à đến những cái cõi chư thiên hoặc phạm thiên tương ứng với các cái tầng thiền à mình đã tạo. Đó là những cái chúng sanh có phước, có duyên, à những cái công đức, những công hạnh, sự tu tập, à đã tạo những cái phước báo. Thì khi mà họ chấm dứt cái tuổi thọ ở nhân loại, thì họ quá sanh đến những cái cảnh giới an vui mà họ đã nỗ lực tu tập, hay là đã nỗ lực tạo trữ những cái công đức. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của Nguyên Như. À, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Bác Bụt Tha Giá, và con xin tri ân sư đã giải thích câu trả lời cho con. Và con xin kính mời đạo tràng, có những vị nào có những câu hỏi về bài học của ngày hôm nay, xin quý vị mạnh dạn giơ tay lên hỏi với ngài. Anh Lý, Kevin Hà, anh Bài, Nguyên Trang, chị Hồng Nhung. Dạ, con xin kính mời đạo tràng nha. Con xin xuống mic ạ. Dạ, Nguyên Như không thấy có ai giơ tay lên hết. Như vậy con xin có một câu hỏi kế tiếp bạch sư. Là khi mà con thấy trong kinh hay giảng là nếu mà mình ở trong địa ngục á, mà cái tâm mình có phát một cái tâm từ hoặc là một cái tâm bi, một cái thì mình sẽ lập tức mình thoát cái cảnh địa ngục. Như vậy nó có ứng giống như vậy với cái cõi lên ngạ quỷ không thưa sư?
hay là khi mà người ta bị nghiệp xuống cái cõi ngạ quỷ thì nhất định là theo mấy trăm triệu năm như vậy là phải đúng như vậy. Còn nếu mà lỡ mà có một cái vị đại trưởng lão hay ai đó khai thị mà cái con ngạ quỷ đó hoan hỷ, hoặc là nó có thể dùng cái tâm lành nó có thể hóa kiếp được không bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Kính lễ chư Tùng Đức và kính chào tất cả quý vị. Quý vị biết rằng Đức Phật nói là nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghi. Tức là cái nghiệp quả thì cái định luật mình nói chung nó như vậy. Nhưng mà đối với mỗi chúng sanh á, nó khác nhau. Nó là thiên hình vạn trạng, nó không thể nào mà nói được. Quý vị thấy bây giờ nóng lên một vài ba hạt cát, quý vị thấy có hạt cát nào giống hạt cát nào không? Đó, hay là chúng ta hái bẻ một cái nhánh, trên đó nó có 5-6 cái lá, thì quý vị sẽ thấy không bao giờ có hai lá hoàn toàn giống nhau. Đó, cái sự khác nhau này do sao? Do cái tâm, cái sự tác ý nó khác nhau. Do nhân, do duyên. Thì quý vị thấy rằng trong những cái câu chuyện mà ngạ quỷ sự, chúng ta học những cái bài về trước đó, có những ngạ quỷ do nhân duyên á, họ gặp được những cái người mà tu tập hay là những cái người có trí tuệ, rồi nhờ những cái người này đó làm phước hồi hướng thì họ sẽ sớm thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ để trở thành những cái vị chư thiên dục giới chẳng hạn. Ra đó tùy theo cái duyên nghiệp của mọi chúng sanh. Mặc dù những người này trong cái đời sống họ tạo nhiều ác nghiệp, nhưng họ cũng có tạo một vài cái thiện nghiệp. Cho nên đến cái lúc mà thiện nghiệp nó trổ á, thì những chúng sanh này sẽ thoát khỏi. Đó, cái trường hợp mà bà hoàng hậu của vua Bát Xê Na Đí đó, bà ta làm rất 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 nhiều cái thiện sự, cái phước báo, nhưng bà ta chỉ nhớ lại một cái bất thiện nghiệp mà mình lỡ tạo với cái tâm hối quá, trạo hối ăn năn. Đó, thành ra sao bà ta phải rơi vào trong địa ngục 7 ngày. Hả, thành ra đó mình không có cái phương, mỗi cái chúng sanh đó, nó có cái duyên nghiệp khác nhau. Đó, hay là cái vị tỳ khưu mặc dù tu rất là tốt, nhưng mà cái tâm luyến ái tham đắm vô cái bộ y mới, cho nên là tái sanh làm con rệp. Khi mà chư tăng mà đem cái bộ y đó tính đồ của mấy cái vị mà qua đời gọi là đồ tăng tàn đó, thì những cái vị nào mà khi mà chết rồi đó thì những cái vật dụng của vị đó đem chia cho tăng. Thành ra đó con rệp nó chạy vòng trong bộ y, nó la đừng có cướp của tôi, đừng có cướp của tôi. Thấy không? Thành ra đó, nhưng mà cái loại súc sanh này nó chỉ sống cái tuổi thọ nó có 7 ngày thôi, thì sao 7 ngày con rệp này nó quá kiếp, nó đi tới cảnh giới khác. Đó, chứ còn nếu mà lúc đó mà đem cái bộ y này mà chia đó, là cái tâm sân hận của nó thì nó càng rơi vào những cái cảnh giới khổ đau nữa. Cho nên là Đức Phật biết, Đức Phật mới ngăn cản, để 7 ngày nữa hả chia, đừng bây giờ đừng có chia, nó đang chạy ở trong bộ y nó la nó không cho. Thành ra đó tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh,
nói trên cái tính chất, cái công thức chung. À, nhưng mà bên cạnh đó, nó còn có những cái nhân duyên nó ấy nữa, chứ không phải là chúng sanh nào mà rơi vào địa ngục và phải chịu rất là lâu. À, có khi là cả một kiếp trái đất, à, có khi là cả một cái thời gian giữa hai vị Phật. À, thành ra đó không thể nói được. Mà những chúng sanh mà phạm ngũ nghịch đại tội đó, thì thôi, cái này thì thôi là rất là lâu. À, đó, những chúng sanh đó là coi như là nó ở cái mức tận cùng rồi. À, còn những chúng sanh ở những cái địa ngục thì cũng tùy theo duyên nghiệp, tùy theo cái phước báo của mỗi chúng sanh, có dài, có ngắn, có đủ thứ hết. À, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô nguyên nhân, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, bây giờ con thấy có bàn tay của anh Bài. Dạ, Nguyên Như xin kính mời anh Bài. Dạ, con tri ân lời dạy của sư đối với câu hỏi của Nguyên Như. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh ạ. Cảm ơn Nguyên Như. Con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính chào sư. Con có câu hỏi là về việc cúng dường và bố thí. Có nhiều người ta có cái tâm thiện khi mà nói bố thí cho người khổ cực hay là xấu số hơn thì người ta rất hoan hỷ, và khi làm như vậy người ta thấy cái khổ của người đó, của cái người mà được bố thí đó, đại khái thấy người ta là vui lên thì người ta hoan hỷ, nhưng mà họ không có thấy cái sự cúng dường là cái đại khái họ không có hoan hỷ về cái việc cúng dường. Thì xin sư giải thích cho con là vậy là họ có cái tâm gì và họ thiếu cái tâm gì. Thưa sư, con xin cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Cái câu hỏi của anh hỏi nó chưa có rõ. Cái trường hợp một người bây giờ bố thí đến giúp đỡ cho một người khác, giả dụ như cái người này đang bệnh đi, bây giờ mình bố thí cho họ một viên thuốc, cái viên thuốc này nó trị trúng cái bệnh, làm cho cái người này giảm thiểu cái sự đau đớn hành hạ của bệnh tật. Rồi khi mà thấy cái người này mà giảm thiểu cái khổ đau đó, thì mình có cái sự hoan hỷ, phải không? Như hồi nãy chị nói, Đức Phật dạy đó, đó là cái quả của bố thí ngày hiện tiền. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là bây giờ mình đến mình cúng dường, đến cúng dường cho một cái đối tượng này, nhưng mà khi sau khi mình cúng dường rồi đó thì mình biết được cái vị này cái phẩm hạnh nó không có được tốt đẹp gì đó, cái bắt đầu mình sanh cái tâm mình không có hoan hỷ, đúng vậy không? Thì ở đây đó là chúng ta cúng dường nhưng mà còn sự phân biệt. Tại vì á, quý vị cúng dường mà quý vị còn cái sự so sánh. Tôi cúng dường đến ông đại đức này, đến ông thượng tọa này, đến vị tỳ khưu này. Cho nên á, khi mà mình nghe những người khác nói là cái vị này thế này thế kia thế nọ, rồi cái mình mất đi cái sự niềm tin, cái sự hoan hỷ. Thành ra đó, chúng ta cúng dường
còn hạn lượng, còn cá nhân tiện thí thì cái phước nó kém. Bây giờ chúng ta đem đến cúng dường, không có cá nhân vị sư nào hết, không có ông sư A, sư B, không có ông sư Pháp Thanh gì hết. À, chúng ta cúng dường đây là đến đoàn thể, mà trong đoàn thể tăng chúng ta nghĩ đến này những bậc thánh tăng. À, còn những bậc phàm tăng có nhiều khi các bậc phàm mà thì nó còn những cái khuyết điểm, nhưng mà chúng ta cúng dường đến chư tăng. À, trong đó là phàm tăng và thánh tăng. À, thì khi mà trong một cái đoàn thể thì tất nhiên có một hai vị nào đó nó được toàn diện. À, nhưng mà mình nghĩ đến cúng dường đây đó, cúng dường đến tăng chúng. À, trong đó có cả bậc chánh đẳng chánh giác, có cả bậc A La Hán, có cả tất cả bậc thánh hữu học. À, và có chư phàm tăng. À, thì như vậy đó, mình bố thí một cách cái tâm mở rộng rộng rãi. À, thì cái phước báo mình á nó cũng vô lượng. À, còn thí dụ như bây giờ mình thích vị sư này, à, mình đem cũng là cá nhân tiện thí, thành ra cái phước nó còn hạn lượng, nó nhỏ hẹp. À, thì nó vậy đó. À, nếu mà chúng ta nghĩ cúng dường đến tăng chúng, mà tăng chúng ở đây có các bậc thánh vô lậu, các bậc thánh hữu học và cả phàm tăng, à, thì cái phước báo của mình nó rộng lớn hơn. À, đó. Còn nếu mà khi mà chúng ta cúng dường mà cái tâm còn phân biệt, còn hạn lượng, còn sự so sánh thì sao? Nó còn chen cái phiền não ở phía sau. À, cho nên đó là cái phước báo nó không có thù thắng, không có cái quả, không rộng lớn. À, thành ra đó, à, trong cái cuộc mà dân y giáo dân cúng đến chư tỳ kheo tăng tập thể. À, rồi á, trong đó người ta cử một cái vị thọ nhận cái y này, hoặc là cái trú xứ này đó, chỉ có một vị tỳ kheo nhập hạ, nhưng cái tác ý của thí chủ là dâng đến chư tăng, là phải hiểu như vậy. Thì khi mà chúng ta bố thí với cái tâm rộng mở, quảng đại rộng lớn đến đoàn thể thí, thì cái phước báo nó sẽ lớn hơn, thù thắng hơn. Dạ, xin giải thích cái câu hỏi của anh Cảnh Sĩ Nam, và chúc anh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải thích câu hỏi cho anh Tài. Dạ, con thấy anh Tài cũng có dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ, kính thưa sư, con có một câu hỏi của cô Diệu Pháp mới vừa đăng lên, con xin đọc lại câu hỏi ạ. Kính thưa sư, khi mình làm từ thiện thì người nhận hoan hỷ, nhưng khi có người nói từ bố thí thì họ có vẻ không hoan hỷ. Vậy mình dùng từ bố thí khi làm từ thiện có sai không hả sư? Vậy con nhờ sư giải thích giùm ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. À, cái pháp thế gian thì do cái chế định nó còn nặng nề, cho nên á, mình còn theo cái tiếng Việt đó, thì là bố thí, cúng dường, đó. Chứ sự thật ra đó, cái hành động á, mình đem mình cho nó là cái sự bố thí. Nhưng mà đối với những cái bậc giới hạnh
mà mình nói bố thí thì nó nghe nó ấy hình ra người ta nói cúng dường nghe cho nó có vẻ cao quý chút à, chứ sự thật ra là cái bố thí cúng dường gì đó ở đây phân biệt là do cái trạng thái tâm. Nếu mà bây giờ á cái món đồ đó mình đem mình cho, nhưng mà mình cho với cái tâm á mà nó thiếu cái sự cung kính nè, rồi cũng cái món đồ đó mình đem cho nhưng mà mình có cái sự kính trọng cung kính, thì hai cái khác nhau này nó ở cái trạng thái tâm chứ không phải là ở cái danh từ. À, bây giờ một cái người thí chủ à dâng cúng một bữa trai tăng đi, nhưng mà cái người này á cho với cái tâm hời hợt à, thiếu tâm tư à, thiếu cái sự à, cung kính à, cũng một bữa ăn nhưng mà cái người này đó dâng cúng à, nhưng mà có đầy đủ tâm tư và có cái tâm cung kính, thì hai cái vật chất nó là như nhau à, nhưng cái trạng thái tâm là nó khác nhau là chỗ đó à, thành ra đó người ta nói là bố thí nó có nhiều, ví dụ mà nô bọc thí, tức là mình là giống như cái người nô bọc à, mình dâng đến ủ à, ví dụ như mấy người mà tá điền hồi xưa đó mà ta đem đến ông cả ông chủ điền chủ đất của mình á, mấy ngày mà ngày giỗ ngày quải đồ của nhà ông chủ đất ông mấy ông bá hộ đó, thì sao mình phải đem đồ ngon rồi mình đi đến mình phải khúm núm mình nói chuyện rồi này kia nọ, thấy không? Đó là cái đó là cái người thấp cho cái người cao gọi là nô bộc thí. Còn ngược lại là chủ thí là sao? Ông chủ cho những cái người tâu tớ à, mình ăn những cái đồ ngon, đồ quý, mình xài sử dụng những cái đồ cao sang, đồ quý, mình cho những cái đồ thấp hèn, cái đồ mà dư thừa, cái đồ mà cặn bã đó, thì giống như ông chủ mà cho cái người tâu tớ, những người tá điền à, đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta mà cho với cái nô bọc thí á, thì mai mốt mình được cái quả nó cao hơn à, vì mình có sự nể sợ cung kính à, thì mai mốt mình được cái quả về vật chất và cái quả gì có nhiều người khác họ cung kính mình à, mình sanh vào những cái dòng tộc cao sang à, có quyền thế. Còn bây giờ mình cho với cái chủ thí á, thấy không? Ê, mình ăn mình xài mình sử dụng những cái đồ cao quý như mình cho à, với những cái đồ mà dư thừa xấu hư cũ à, rồi mình cho với cái tâm mà không có sự cung kính thì sao mai mốt mình tái sanh vô cái dòng thấp hèn không có được người khác kính nể à, còn mình cho những cái đồ xấu thì mai mốt mình có lại cũng đồ xấu à, đồ người ta sử dụng rồi, đồ cái second hand, rồi à, những cái đồ mà cũ rồi kia nọ người ta dư thừa người ta mới cho mình. Thành ra đó hả, nhân nào thì quả nấy hả, nếu mà mình cho với cái tâm cung kính thì mình được hai cái phước à, về vật chất à, rồi có quyền thế, có được mọi người kính nể. Còn mà nếu mà mình cho với cái tâm ngã mạn à, mình cho những cái đồ xấu, mai mốt mình nhận lại đồ xấu, mình cho với sự mà thiếu tôn trọng, thiếu cung kính, thì mai mốt mình không ai cung kính, không ai quý trọng mình. Thành ra là à, chúng ta mới thấy là à, nhân nào thì quả nấy à, đó là cái định luật, đó là cái à, quy luật của nhân quả chúng ta biết để chúng ta thực hành. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin tri ân sư đối với câu trả lời cho cô Diệu Pháp. Dạ, con thấy có một câu hỏi nữa của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con xin đọc lên đây ạ. Bạch Ngài, bố thí cho người ăn xin khác với bố thí cúng dường đến chư tăng như thế nào? Dạ, con xin dâng đích lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá, và kính lễ chư tôn đức, kính chào quý tu nữ và quý Phật tử. Thì với một cái vật, khi mà chúng ta cho đến những cái người mà không có giới, thí dụ như cái người ăn xin đó thì họ đâu có biết giữ giới gì, có thể họ phạm giới. Thì cái sự bố thí của mình đó, nó cái quả nó không có được tốt. Cái nhân, cái dân thì tốt, nhưng mà gieo vào cái đất cằn cỗi xấu thì nó sẽ cho những cái quả nó ít. Nhưng mà thí dụ như cái trường hợp mà những cái người mà ăn xin nhưng mà người ta sống rất là đàng hoàng chuẩn mực, cái giới này không phải là phải xin hay là không xin, nhưng mà nếu mà những người này đó họ có tự nguyện họ giữ giới một cách tốt đẹp thì cái quả nó vẫn tốt như thường, không? Còn ví dụ bây giờ chúng ta cúng dường đến chư tăng là cũng là một cái hành động cho, nhưng mà chư tăng làm những cái người đoàn thể thanh tịnh, ít ra chư tăng cũng có giữ giới, ít ra chư tăng cũng có thực hành theo lời dạy của Đức Phật, cũng có đi trên cái con đường giới định tuệ, dù ít dù nhiều, thành ra đó mới nói rằng bố thí đến cái người ăn xin 100 lần mới bằng bố thí đến người có giới 1 lần. Rồi bố thí đến người có giới tức là những người mà có sự tu tập 100 lần thì bằng bố thí đến bậc Tu Đà Hoàn 1 lần. Thì nó cứ tăng dần lên như vậy. Đó, mà bố thí cao nhất là đến đoàn thể chư tăng thì cái quả nó thù thắng, nó vô lượng, là chúng ta hiểu vậy. Thành ra đó, khi mà mình làm, bây giờ mình thấy một cái người nghèo khổ bần cùng, mình cho với cái lòng từ, với tâm từ tâm bi, mình thương xót cái hoàn cảnh khổ đau, mình thấy họ đang khổ đau, mình phát sanh cái tâm từ, mình thương cảm, mình giúp đỡ cho họ đó, thì cũng tốt. Chứ không phải bây giờ mình phải biết cái người này ăn xin nhưng mà họ có đàng hoàng không, rồi họ có giữ giới đồ tốt đẹp không mình mới cho. Thành ra bây giờ mình thấy họ mình cứ cho, mình cứ giúp đỡ. Thành ra đó, cái câu tục ngữ ta nói vậy, mình bố thí nhưng mình không có đòi hỏi. Còn nếu mà ví dụ như mình bố thí mình còn kén chọn là mình còn tiễn thí rồi. Thành ra đó Đức Phật dạy chúng ta là bố thí với cái bàn tay rộng mở. Bây giờ cái người đó không phải vì cái mình bố thí, mình thấy cái người này họ đang khổ mình giúp đỡ, biết người này họ đang cần mình giúp đỡ, vậy thôi. Còn mình không có đợi chờ. Nếu mà mình so sánh thì giống như những người đi buôn rồi. Bây giờ tôi bỏ ra 1 đồng thì tôi phải lợi được 10 đồng tôi mới làm. Giờ tôi bỏ có 1 đồng mà tôi lợi được 1 đồng thôi tôi cũng làm. Thấy không? Thành ra đó, chúng ta phải tập. Bây giờ mình biết cái người này họ đang cần, họ đang khổ đau rồi đó, mình giúp đỡ, mình bố thí cho họ.
cái người này họ thiếu thốn gì đó, mình thấy mình có thể trong điều kiện mình có thể giúp đỡ, hỗ trợ được, mình giúp đỡ với bàn tay rộng mở, không có tính toán, không có suy tính, thì cái đó thì cái tâm mình nó rộng hơn, tốt đẹp hơn. Chúc cô nhiều sức an vui. Nam mô Bụt Thầy. Bụt Thầy giá và sa thú sa thú sa thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã trở về lớp học và bài giảng dạy lại cho chúng con, cũng như là đã trả lời tất cả những thắc mắc của bài học ngày hôm nay. Và con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, còn những sư thanh tâm có thể cho chúng con vài phút để tịnh tâm. Con không biết là sư thanh tâm có ở trước máy không, bạch sư. Và Nguyên Như xin kính thỉnh sư thanh tâm ạ. Dạ sa thú, con mới vừa thấy Phật tử Diệu Thanh đã có một câu hỏi nữa bạch sư. Dạ câu này là chắc là câu út chót nha sư. Dạ con xin đọc ạ. Xin sư giảng giải cho con, đối với những Phật tử tại gia thì vẫn còn bị chi phối nhiều giữa công việc tiền tài. Nếu nói bớt tham, vậy có phải làm cho mình bị trì trệ và ỷ lại hay không ạ? Và nếu cứ kiếm tiền thì ngày càng tham vọng. Con xin kính cảm ơn sư. Dạ con xin sư Pháp Thanh hoan hỷ cho hỏi út chót này bạch sư. Dạ con xin nhân đức lại cho sư ạ. Kính lễ chư tôn đức, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì thật sự ra trong cái đời sống của cái người cư sĩ tại gia, người cận sự nam, cận sự nữ thì còn phải nuôi mạng, rồi lo cho gia đình, lo cho vợ, lo cho con, lo cho chồng, lo cho cha, lo cho mẹ, còn nhiều cái bổn phận. Do đó, mà chúng ta cũng phải có sự nỗ lực trong cái nghề nghiệp của mình để mà tạo của cải, để nuôi mạng và để chu toàn cái bổn phận. Nhưng mà đó, chúng ta biết, chúng ta phải biết đủ. Khi mà chúng ta thấy rằng cái điều kiện vật chất bây giờ là nói chung là mình cũng không có quá giàu, nhưng mà bây giờ là mình cũng đủ ăn đủ mặc tạm thời, nó không phải rơi vào cái hoàn cảnh khốn khó, thì chúng ta cũng biết tạm dừng, tạm dừng những cái công việc để chi, để mình tu tập. Thành ra đó, khi mà chúng ta có điều kiện đời sống tương đối tốt đẹp thì chúng ta phải biết có cái sự tri túc, chúng ta biết đủ để chúng ta thực hành cái con đường dung bồi cái đạo đức, cái trí tuệ, cái hiểu biết về Phật pháp. Chứ còn nếu mà bây giờ á mình nói là cái người mà họ quá say mê vào cái vật chất, họ tham đắm vào tiền tài danh vọng địa vị, thì họ sẽ thấy rằng khi mà mình dừng lại nó là sự cản trở cho cái đời sống của họ. Chứ ra đó, khi mà chúng ta tạm dừng bớt đi những cái tính toán, những cái công việc để chúng ta dành thời gian ra tu tập, lễ bái tam bảo, học kinh, hành thiền, thì đây là một cái sự tốt đẹp, chứ không có, nó không phải là cản trở. Vì cái tâm của họ đó quá bám níu vào cái vật chất,
cái tài tình danh lợi của thế gian. Thì họ cho rằng khi mà chúng ta giảm thiểu công việc để mưu lợi, để lo tu tập, để học kinh hành thiền rồi kia nọ đó, nó là cản trở chứ không có. Đây là một cái điều kiện tốt đẹp, tại vì chính những cái phước báo này đó, cái sự tu tập, cái hành thiền này, nó làm cho nội tâm của chúng ta nó được ổn định. Rồi chính những phước báo này á, chúng ta sẽ đi theo, đem theo những kiếp sống tương lai. Chứ còn bây giờ á, trăm tỷ, ngàn tỷ, mấy chục tấm vàng, bao nhiêu tòa lâu đài, rồi khi mà chúng ta nhắm mắt xu tay, chúng ta cũng bỏ lại thế gian hết, đâu có đem theo được. Chúng ta chỉ đem theo được những cái phước báo mà mình tạo, rồi những cái kinh nghiệm, những cái thực hành, những cái hiểu biết, những cái kiến thức về Phật pháp, nó mới là cao quý. Còn những cái vật chất thế gian thì chúng ta bỏ lại trên đường đi tới lò thiêu, trên đường đi tới nghĩa trang mà thôi. Thì xin giải đáp cái câu thắc mắc và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng rất là tri ân sư Pháp Thanh, ngài đã về lại đây và đã cho tụi con một bài pháp rất là hay, và cũng trả lời những cái thắc mắc và những cái tâm tư của cả lớp học. Dạ con xin kính tri ân rất là sư rất là nhiều ạ. Và con xin kính mời chư vị Phật tử quay trở lại ngày mai. Nếu mà có vị nào có câu hỏi nữa thì ghi xuống, xong rồi cái mình cùng nhau dâng lên cho sư ngày mai ha quý vị. Dạ con thấy bây giờ thời gian cũng đã trễ, là 10:46 ở bên Mỹ rồi. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, bạch sư có thể thay mặt chư tăng để cho phúc chúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin nhân mất lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu favena sada sauti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu favena sada sauti pavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sankhanu favena sada sauti. Và vâng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sư thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ xin cảm ơn huynh Panaramsi và cô Nguyên Như và cô Châu Nguyễn. Xin được trong ai là Châu Nguyên Như, và chân thành cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Sa thú, sa thú, sa thú. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và dạ thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thụ bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an đa sam pha hoa san se đa cha ta pa ti ca
ni ya ni kang tham ma wa rang pa tân cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha pung ga la sang khu ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sang tham mo sam bê bi tham ma cha ri no vô tân sam ba bồ nê ya ma tham ma ri yam ba vê tê tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gác tề cà lệ do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị Nguyên Như xin trân trọng kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai thứ ba sẽ là ngày mà sư Pháp Thanh sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta về bài Ngạ Quỷ Sự thứ 36 và Nguyên Như chưa kính chúc cho chư vị một đêm an lành, một ngày an lành. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị ạ. Dạ chào chú Huỳnh, con Mỹ đây. Dạ chú ơi, chú có nghe con không vậy? Dạ chú Huỳnh ơi, con Mỹ đây. Nếu chú nghe con thì cho con biết. Dạ, ô dạ. Ô dạ, xin lỗi sư, con muốn giúp chú Huỳnh về cái mic của chú á. Dạ dạ chú Huỳnh còn đó không chú? Dạ chú Huỳnh ơi, chú có nghe được con không vậy? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin nói lời cảm ơn Đại Huynh là Ba Nhâm Si. Hôm qua hôm kia tôi bị cái lỗi tại vì tôi dối Vietnamese phone tôi sử dụng không biết sử dụng gì, xin sao Ba Nhâm Si vào tốn chỉ hai phút nữa sửa được để chữ Unicode và Telex thành ra đánh ok
mà có chỉ cái nhiêu đó ba tuần lễ mà tôi khổ sở không đánh được tiếng Việt Nam. Nay nghe